sinh nhật thứ 11 của mình, mình ước được cắt bánh kem. Nhưng mà mình biết mẹ còn phải để dành tiền làm chuyện lớn lao hơn. Ủa mẹ, Ánh về chưa mẹ? Chắc còn về rồi đó con. Ủa mà cô mua bánh sinh nhật chi vậy? Hôm nay sinh nhật Ánh đó mẹ. Ủa sinh nhật của Ánh hả? Dạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ơi, tôi không ngờ bà mít ướt vậy luôn á. Rồi sao sinh nhật của con lại khóc? Sinh nhật con phải vui lên chứ. Chắc mẹ con làm cảm động quá nên khóc đó mẹ. Dạ, tại vì con nghĩ đây là lần sinh nhật cuối cùng của con. Sao cuối cùng được? Còn năm nay, năm sau, với năm sau nữa mà. Đúng rồi đó con, sinh nhật của con là con phải nói cho cả nhà biết nghe không? Dạ, tại vì con bị bệnh ung thư. Mấy ngày nữa mới nhập viện điều trị. Rồi mẹ con biết chưa? Dạ. Rồi sao giờ con mới nói cho cô biết? Dạ tại mấy ngày trước hai mẹ con phải về quê nên lo giấy tờ bán đất, điều trị bệnh như con. Trời đất ơi, sao còn gặp chuyện gì đâu vậy? Miền ký ức ấy thương đau vụn vỡ. Kỷ niệm xưa